quay cái biển số nữa. Cho ông bà già nhà như thế khoảng này thì cả xe không có gì nữa đâu. Hello, xin chào anh em nhé. Chào anh em đã quay lại kênh Linh Vlog của mình. Thì hôm nay Linh sẽ không làm một clip gì gọi là quay review món đồ gì nữa. Hôm nay Linh sẽ tâm sự với anh em về cái vấn đề rửa xe với Linh đi. Đây thì đây là đang là một cái chiếc xe đến từ Thái Bình các bạn nhá. Bạn này bạn bị tai nạn, bạn mang xe lên cho mình sửa lại và nói chung là đánh rửa sạch sẽ lại các bạn ạ. Đây thì anh em có thể nhìn thấy này. Về cái phần bánh mà bạn ấy này thì bạn quê ở Thái Bình nhưng mà bạn ấy lại làm ở Bắc Ninh. Đấy, bạn đi từ Bắc Ninh lên, anh em nhìn đi nhá. Chỗ này nó vẹo rồi này. Đấy, mà bạn nó đi được, tai nạn mà. Đấy, tai nạn rồi. Đấy, Linh vừa rửa xe xong đây. Bạn ấy làm lại một số chi tiết rất là, nói chung là cũng khá là ok đấy anh em. Anh em hóng video tiếp theo nhá. Đây, Linh vừa rửa xe xong cho anh bạn ấy siêu sạch đây. Đó. Cái chỗ này là bị dỉ, bị cái báng chân lắp vào nó dỉ đấy các bạn. Sau này, đó, bánh sau sạch chưa? Đấy, cứng cựa nha, như mới luôn anh em. Đó, chỗ này cái này là vết đánh dấu của sơn này. Đấy, mới cứng cựa nha. Anh em nhìn phần sau này. Đó, thì nhiệm vụ phần nhông xích đánh này, đã mới sạch con nhá, anh em. Đó, tiếp theo thì ở đây bên trong này anh em thợ đang rửa xích. Đây sợi xích đen này. Đấy, sợi xích đen và đang rửa xích. Đấy, đang rửa xích. Xích đen cũng phải rửa lại cho sạch như mới các bạn nhá. Đó, phần bên trong là những ốc ác này. Đây chiếc xe này thì đây các bạn. Đó, tai nạn đây. Đấy, tai nạn nhá. Vỏ và đang ấy đang, nói chung là cái phần vỏ chưa rửa. Bao giờ phải rửa xe xong trước thì mới rửa vỏ được. Đây, đến từ Thái Bình các bạn nhá. Đấy, Thái Bình. 17B8 Thái Bình. Số thì bạn ấy lại có một cái tế nhị và lại không cho quay số anh em ạ. Đây, chiếc lít thì đang lên công tắc đèn. Lít 2020 lên công đèn. Ở trong này cũng có một chiếc xe Linh rửa hôm qua xong này các bạn này. Đó, X150 2018. Anh em nhìn này. Sạch con chưa? Đấy, tiếp theo này. Đấy, đây là sau khi mình rửa xong để khô các bạn nhá. Đây anh em, bóng loáng chưa? Con này 4 năm à, gần 4 năm rồi. Đấy, Linh làm lại. Ở trong nhà thì hơi tối anh em ạ, trong nhà thì hơi tối vì điện ở trong ánh nắng ngoài nó hắt vào. Đây, anh em nhìn kính ngoài nó hắt vào nên là hơi tối tí các bạn. Rồi. Đây, anh em tiếp tục xem cái phần hóng siêu phẩm của cái chiếc xe đến từ Thái Bình như nào các bạn nha, đến từ Thái Bình xem sạch sẽ như nào anh em. Đây, top Linh đây. Ok chưa? Đấy, đồ đây anh em có thể nhìn thấy từ ngoài vào này. Đấy, chắc là anh em chưa nhìn thấy từ ngoài vào đâu đúng không? Cho anh em nhá, đây là một số cái đồ thôi, còn đồ rất là nhiều. Anh em mình chỉ có việc là lên shop Linh thôi là dọn xe sạch từ trong ra ngoài. Và lên theo mục đích gì cũng được. Đấy. Rồi, clip này Linh làm ngắn để giới thiệu anh em chuẩn bị hóng cái siêu phẩm từ đến từ Thái Bình các bạn nhá. Đến từ Thái Bình. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em, bye bye.